Chào các bạn, giới thiệu cho các bạn dòng sông Sheep Creek ngay trong trung tâm thành phố Anchorage của Alaska luôn. Trung tâm thành phố ngay đó là thành phố lớn nhất của Alaska, mang tiếng lớn nhất nhưng mà cũng chỉ có 300.000 dân thôi. Thì dòng sông Sheep Creek này đó các bạn, bạn được câu cá từ cửa sông là ngay đây. Ngoài kia là biển rồi, bạn không được đụng đậy hết. Cửa sông là đây. Bạn được câu cá từ cửa sông vô trong dòng sông trong vòng 1 đến 2 cây số thôi. Phần còn lại của dòng sông là dành cho con cá để trứng hoặc sinh sản, bạn không được đụng đậy hết. Thì câu cá hồi đó các bạn, bạn có thể xài cái lưỡi với là cái nhúm lông như thế này thôi, thì nó sẽ trôi trong dòng nước rồi móc con cá hồi vô miệng của nó, đó là móc lên. Hai là bạn có thể xài những cái màu như thế này nè, hơi gọi là nổi bật, với lại là âm thanh nữa, thì con cá nó hơi hiếu kỳ á nên nó đốp giống vậy nè các bạn, nó chiếu trong dòng nước làm cho con cá thấy hơi hiếu kỳ đó, nên nó đốp vô cái miệng rồi mình chỉ việc kéo con cá hồi vô thôi. Đó là một cách câu. Cá hồi vô trong đây rất là nhiều nha các bạn. Mình có 3 loại cá hồi: cá hồi vua, cá hồi bạc và cá hồi hồng. Thì cá hồi vua nó đã qua rồi. Cá hồi vua là vô đây vào tháng 5, tháng 6 thì nó đã xong rồi. Thì bây giờ là tháng 7 sẽ có 2 loại cá hồi vô đây. Đó là cá hồi pink và cá hồi bạc. Thì người ta đang câu cá hồi pink với là cá hồi bạc. Bạn thấy người ta dính cá nhiều không? Đó. Mà điều đặc biệt các bạn thấy không? Đó. Cá này á là bạn một khi vô dòng sông á là phải dính ngay cái miệng mới được lấy. Giống như cái ông này, ông đang dính ngay lưng của nó nè, là bắt buộc ông phải thả con cá ra liền chứ không có được lấy. Ở ngoài biển á thì sao cũng được, nhưng mà vô trong dòng sông này á là các bạn phải dính ngay miệng. Đó, ông này cũng dính bậy nè, đó dính ngay lưng đó. Phải thả hết. Thằng kia cũng vậy. Thả hết. Nhưng mà các bạn biết không, điều đặc biệt cái gì, bạn biết không? Người ta không ăn những con cá này nha các bạn. Tại vì sao? Nó trời ơi, cá hồi mà sao không ăn? Cá hồi người ta là quý trọng đặc sản ngoài biển vô mà sao không ăn? Dân Alaska này chảnh đó các bạn. Những con cá hồi này á, là cá hồi pink salmon. Người ta không ăn pink salmon ở Alaska này các bạn. Tại vì sao? Tại vì bạn được câu 3 con trong dòng sông này. Bạn dĩ nhiên bạn phải lấy những con silver là giống cá hồi ngon. Còn những con pink như thế này á, người ta không lấy. Như cái ông trước mặt của mình nè, ông dính là một con silver đó, silver dưới chân ổng nè. Đó thì ông giữ con cá đó. Tại vì ông được câu 3 con thì ông phải lấy cá ngon thôi. Còn những con cá dở dở ổng không lấy. Ở nhất các tiểu bang khác của nước Mỹ đó các bạn, người ta ăn cá pink này rất là nhiều. Nhưng mà Alaska này nói chung là chảnh, không ăn, ít người ăn pink lắm. Nhà mình thì có ăn pink, nhưng mà có ăn silver hoặc là red ngon hơn. Ông này dính cái miệng nè, bạn thấy dính cái miệng không? Đó, dính cái miệng nè. Nhưng mà để coi ông thả nè. Đó, dính cái miệng luôn. Đó, ông thả ra. Ông không muốn lấy mấy con pink này. Tội nghiệp đó các bạn ha. Cũng là cá hồi, nhưng mà cá hồi vua, cá hồi đỏ, cá hồi bạc thì lấy, nhưng mà những con cá hồi hồng pink thì không lấy. Thật là tội nghiệp những con cá hồi pink này. Đây là cá hồi bạc nha các bạn. Đây là con cái, cái mỏ nó không có cong. Đây là con đực, cái mỏ nó hơi cong đó, thì nó cỡ hai găng tay của mình đó, 2.5 găng đó. Đây là con silver, người ta chỉ lấy silver thôi. Thì bạn được câu 3 con thì người ta lấy con silver nó ngon. Còn cá hồi pink đó người ta không lấy. Tại vì bạn 3 con thì bạn phải lấy con ngon, chứ lấy con dở làm gì. Thì các bạn, cá hồi silver ngay trên dòng sông Sheep Creek của Alaska, ngay trong trung tâm thành phố luôn, chứ không đâu xa hết. Sheep Creek là đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like, share and subscribe for T Family các bạn nhé. Thank you. And see you in Alaska.